Dạ, em Nhân xin kính chào cô chú anh chị. Bên em Nhân còn một cặp Vios 2022 này cô chú anh chị. Cái form này rất nhiều cô chú anh chị mình tìm tìm kiếm nha. Không, nói chứ nhiều cô chú anh chị mình rất là thích cái mẫu này, thích hơn cái mẫu mà hiện tại đang bán xe mới nữa cô chú anh chị. Đó thì bên em Nhân còn một cặp này cũng muốn giới thiệu cho cô chú anh chị mình. Nói thiệt ra thì bữa giờ cũng đã quay video nhiều rồi chứ không phải mới về đâu, nhưng mà em muốn quay lại một lần nữa cho cô chú anh chị nào vô tình xem hoặc là chưa từng xem kênh em Nhân mà xem được á, thì có thể liên hệ để sở hữu nha. Còn anh chị nào đã xem nhiều lần rồi thì chúng ta đợi những chiếc khác nha cô chú anh chị. Và trước khi đi giới thiệu hai em này thì em cũng xin cập nhật cho cô chú anh chị mình biết là hai chiếc Fortuner 2.7 TDD cũng đã bán, và chiếc 1.8 Cross á, 1.8 V là 2022 màu trắng hôm qua em quay giới thiệu đó, thì hôm qua trộm vía là đã chốt hết hai chiếc đó rồi, đã bán hết hàng cô chú anh chị, giờ chỉ còn 4 chiếc thôi. Thì thôi, hai chiếc này thì không muốn nói nữa đâu, nó nằm khá lâu rồi, cũng rất là quen thuộc cô chú anh chị mình. Nhưng mà em cũng xin trả lời cho cô chú anh chị mình một câu hỏi là nhiều cô chú anh chị hỏi em Nhân là Camry này có bị lỗi gì hay không, chất lượng đảm bảo hay không mà sao nó nằm lâu quá vậy. Thì em xin thưa với cô chú anh chị mình, trả lời thiệt lòng luôn nha, là không có bị lỗi gì đâu. Rất là đầy đủ về các cái tính năng cũng như là kỹ thuật của xe nó thì đảm bảo, không đâm đụng, không ngập nước, không tua đồng hồ km. Thì cái lý do thì chưa bán được thì nó có nhiều. Thứ nhất là về giá, thứ hai về cái giá trị nó quá lớn, tiền tỷ thì hiện nay là kinh tế khó khăn, thì để bỏ ra tiền đó để mua thì nói chung nó cũng hơi lớn, theo cô chú anh chị mình hơi lớn. Thì thôi, chắc chưa đủ duyên, thì cứ cho là vậy đi. Chưa đủ duyên, chứ mà còn về kỹ thuật, về chất lượng, về lỗi lầm hay là về bất cứ cái linh kiện nào đó bị như thế nào đó thì không có ha. Thì bên em là bán xe qua sử dụng chính hãng thì lúc nào cũng phải đảm bảo về chất lượng, chứ không thể nào mà bán xe kém chất lượng thì ảnh hưởng tới uy tín cũng như là niềm tin của khách hàng hay của chú anh chị. Quay lại ngày hôm nay là hai chiếc Vios này, hai số phận khác nhau của chú anh chị. Em này thì cài sâu cút bẩm nhiều hơn, hàng ngày phải đi kiếm cơm, chạy dịch vụ của chú anh chị, chạy dịch vụ, chạy ráp nha. 490 triệu còn thương lượng. Và em nói 2022 đi 73.000. Thì bữa hôm em có tính nhẩm là chia ra hàng tháng đi tầm khoảng là 4.000 cây, và mỗi ngày nhìn đi tầm khoảng 200 cây. Với mức di chuyển như vậy với một chiếc xe dịch vụ thì nó cũng là mức trung bình thôi, chưa gọi là cái gì đó ghê gớm quá. Chưa gì ghê gớm. Có những anh chị chạy một tháng 5-6.000 là bình thường. Chiếc này chạy gì là ít đó cô chú anh chị. Thì Vios mà, ngôi nhà Toyota mà, nhiều cô chú anh chị mình lựa chọn sở hữu để mình chạy dịch vụ để kinh doanh đó, tại vì nó bền, vì nó sửa chữa nó cũng gọi là thấp, và cái chi phí bảo dưỡng nó cũng thấp, chỉ chạy tới năm hết 5.000 thì đi thay nhớt, kiểm tra các kiểu vậy thôi. Còn về chất lượng thì vẫn đảm bảo ha, mặc dù đi nhiều nhưng mà trước khi thu về bên em cũng đã check lịch sử hãng có sửa chữa đâm đụng gì chưa, và các cái chi tiết xe nó như thế nào thì cũng còn đảm bảo và còn bảo hành rất là xa, cho nên anh chị mình mua về chúng ta an tâm mà sử dụng hang của chú anh chị, tùy nhu cầu thôi. Đó thì công khai nói rất rõ thông tin ngay từ ban đầu đã hơn cô chú anh chị mình mua một số nơi về mới bỡ ngỡ ra đó là xe dịch vụ thì nó còn buồn hơn hang cô chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu, có thiện chí muốn mua thì liên hệ em Nhân. Còn bên đây chiếc này thì nó vô nhà nó có điều kiện, nói chung là chỉ phục vụ việc gia đình thôi, đi cũng ít, 2022 mà mới đi có 10.000 cây thôi cô chú anh chị, và giá bán không tin ha. Chiếc này là màu trắng ngọc trai. Chiếc này thì không có gì để bàn cãi hết, chất lượng như là số km đi thì nó quá tuyệt vời rồi, rồi gọi là xe lướt luôn cô chú anh chị ạ. Quay quanh về giá thôi, thì em cũng có chia sẻ với cô chú anh chị mình rất là nhiều lần trên video của em Nhân. Giá biên độ bên em Nhân thường giảm tầm khoảng 10-15 triệu. Đó thì em cô chú anh chị mình khi mà xem clip em giới thiệu về xe thì cũng biết là giá bán như thế nào rồi. Như anh chị mình trả lời trả giá dưới 500, 480, 490 thì tùm lum hết, thực sự thì giá đó em không bán được. Anh cô chú anh chị mình hiểu cho em Nhân. Em Nhân bán thì nói chung là có khung của công ty chứ không phải là của em Nhân quyết định. Cũng quay quanh câu chuyện về giá thì nhiều lần em đăng mấy cái xe lên thì nhiều cô chú anh chị mình cũng vào comment nói, mấy ông nội này bán xe chắc lời lắm. Không có đâu cô chú anh chị, thật sự thì có lời nhưng mà nó không có nhiều. Cái biên độ lợi nhuận nó thấp lắm. Cô chú anh chị mình bỏ ra 500 triệu lời 50 triệu thì cái biên độ lợi nhuận nó đâu có nhiều đâu. Và nếu thử hỏi cô chú anh chị mình đi làm ăn mua bán thì cũng phải kiếm đồng lời chứ, không lẽ đi bán lỗ không cô chú anh chị.
còn phải nuôi nhân viên rồi mặt bằng rồi tất tần tật để vận hành của công ty đó, thì cũng phải có đồng lời. Cái đó là thực tế của chú anh chị, không có gì mà phải giấu giếm nhau hết, đó là thực tế. Thì mua xe bán xe phải có lời chứ không có lời làm chi đó, nhưng mà trong cái giới hạn nó gọi là cho phép, với lại nó cũng phải phù hợp với thị trường ha, phù hợp với thị trường. Nhiều cô chú anh chị mình mua ở ngoài, nói ở ngoài bán như nhiêu, nhưng mà cô chú anh chị mình thôi không nói nữa, nó đụng chạm bỏ ha. Anh chị nào có nhu cầu, có thiện chí muốn mua thì liên hệ em nha. Đó, hai chiếc Vios này em hy vọng lắm, hy vọng là qua tuần sẽ bán được, tại vì đặc biệt là chiếc trắng nè, em thấy nó rất là đẹp ha, màu trắng nữa, đi gia đình và chạy Tết là hết bài luôn. Đó, có tầm khoảng cỡ 500 mấy thôi. Đó, thì nếu mà có thiện chí liên hệ em nha ha. Còn về xe mới của chú anh chị, xe mới thì cũng anh chị nào muốn mua cũng tranh thủ lắm á nha, tại vì tháng 1 này không có nhiều xe đâu. Tháng 1 này chủ yếu là em còn Vios nè, còn Veloz nè, còn Avanza, còn Innova xuống sàn. Đó, còn mấy chiếc Fortuner thì chắc 50-50, tức là không biết là có kịp Tết hay không thì cũng chưa trả lời được. Đó, tại vì hết tháng 1 coi như là Tết rồi cô chú anh chị. Mà hiện nay thì coi kho xe nè, nó không còn xe, mấy chiếc này là bán hết rồi. Đã bán hết rồi, chỉ chờ khách lấy thôi cô chú anh chị. Nói tới đây thì nhiều nhiều anh chị mình vô sẽ comment tiêu cực nữa, nói gì xe cộ còn giảm nữa, còn ế dài dài. Thật sự thì năm nay không có nhiêu xe hết á, mỗi tháng vậy có mười mấy hai chục chiếc à. Và cái nhu cầu của chú anh chị nào có thì mình mua, còn không có thì mình đợi khi nào mình thấy phù hợp thì mình mua, chứ mình cũng đừng có nên tiêu cực hay là nên phát ngôn nó bừa bãi quá của chú anh chị. Đó, xe mới, xe mới thì hiện nay là Vios cũng có chương trình khuyến mãi là hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Như giờ của chú anh chị mình thấy là chưa có chiếc Vios 2024 nào về hết, chưa có xe về đâu, khoảng tầm khoảng 10 tay nó mới có xe về ha. Nên anh chị nào mua xe Tết là lúc này chúng ta nên tranh thủ tham khảo dần dần được rồi đó. Để không thôi tới nữa là trễ lắm á, thành nhiều khi xui xui là không kịp Tết, mua xe đi Tết mà không kịp Tết thì rất là hụt hẫng nha. Anh chị mình tranh thủ. Đó, anh chị mình tranh thủ. Vios thì hưởng 50% lệ phí trước bạ từ Toyota Việt Nam nè, và Veloz Avanza thì được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ nha. Đó là chương trình khuyến mãi của Toyota, cũng như đại lý cũng còn giảm thêm cho cô chú anh chị mình 10-15 triệu nữa. Đó, trừ vào giá. Thì anh chị nào có thiện chí muốn có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp đi, em nhân tư vấn cho kỹ hơn. Em có để số điện thoại của em ở dưới á, để cho cô chú anh chị mình tiện liên lạc hoặc là nhắn tin cho em Nhân biết nha. Còn những cái dòng xe mà em Nhân không quay là bảo đảm là không có, đặc biệt là Innova Cross giờ là thua hay cô chú anh chị. Anh chị mình cuối năm muốn bán xe, đổi xe, vui lòng liên hệ em Nhân. Thì bây giờ em Nhân cũng đang rất cần thu thêm những dòng xe qua sử dụng để phục vụ nhu cầu. Mình bán xe để mình lấy tiền mình xài Tết hoặc là đầu tư gì đó thì liên hệ em Nhân nha. Giá cả thì thường mua vừa bán thôi, mình cứ tham khảo đi. Thấy hợp lý thì mua, cho nhau một cơ hội ha. Chiếc Cross màu trắng nè, bán rồi thì đậu bên đây, đợi khách đóng đủ tiền rồi khách lấy thôi. Còn chiếc Fortuner 2.7 máy xăng thì đã về nhà chủ mới rồi cô chú anh chị. Mà em thấy chiếc này thì cho em chia sẻ giúp nha. Nội cái chuyện mà thắng tay thắng chân của em này không, mà hôm qua giờ comment người nhắn tin thêm sôi nổi quá trời luôn. Đâu quan trọng đâu cô chú anh chị, quan trọng mình thấy chiếc xe nó đem lại cho mình cái gì thôi chứ. Thắng tay thắng chân thật sự thì nó cũng chỉ là một cái công cụ để mình sử dụng thôi, chứ quan trọng gì đâu. Đó, thì cái bản thân em Nhân thì cảm nhận thấy nó như vậy. Thì tùy anh chị mình thôi, mình thấy thích thì mình mua, mà mình không thích thì thôi, mình đừng quan tâm nó làm gì. Hay cô chú anh chị, đôi lời chia sẻ thì anh chị mình coi video em Nhân, hy vọng rằng nó sẽ vui vẻ, sẽ hòa đồng với nhau. Đó, vậy nha, em kết thúc video ở đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị.